Top 10 địa điểm du lịch Tây Bắc hấp dẫn, bạn nên một lần ghé thăm. Sapa Lào Cai. Mù Căng Chải, Yên Bái. Cao nguyên Mộc Châu. Mai Châu, Hòa Bình. Điện Biên Phủ. Hàng Tiên Sơn, Lai Châu. Hồ Thác Bà, Yên Bái. Đèo Pha Đin. Đèo Ông Quy Hồ, Lai Châu. Đèo Khao Phạ,